Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2024, sáng nay tại sân vận động tỉnh, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên tổ chức lễ khai mạc hội thao giữa văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Đến dự lễ khai mạc hội thao có đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đặng Vũ Bằng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngày 22 tháng 7 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 828 lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước. Trong suốt 79 năm qua, văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước nói chung cũng như văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò then chốt trong công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo các cấp trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Kỷ niệm ngày truyền thống, hàng năm, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đều tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thao thể dục thể thao với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Hoạt động giao lưu thi đấu thể thao nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước giữa văn phòng Ủy ban nhân tỉnh với văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân các huyện thành phố là hoạt động thường niên trong những năm qua. Đây là dịp không chỉ để giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa văn phòng cấp tỉnh, văn phòng cấp huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan. Hội thao văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố năm nay có sự tham gia của 542 vận động viên đến từ 16 đơn vị tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu với các bộ môn bóng đá, bóng chuyền hơi nữ và cầu lông. Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia hoạt động giới thiệu mô hình, sáng kiến, cách làm hay, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ văn phòng. Ủy ban nhân tỉnh tổ chức cái hội thao này thì cũng là một cái dịp để anh chị em văn phòng có cái cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Rồi tổ chức cái hội thao như vậy thì cũng là một cái cơ hội để cho mọi người có cái sân chơi, rèn luyện sức khỏe, có sức khỏe để phục vụ công tác tốt hơn. Hội thao tạo điều kiện cho các anh chị em cơ quan văn phòng giao lưu các môn thể thao, đồng thời cũng giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác. Thì qua đó thì giúp các anh chị em gần gũi nhau hơn và sẽ hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc. Sau thời gian thi đấu hấp dẫn và quyết liệt, ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ở môn cầu lông, giải nhất đôi nam thuộc về đơn vị văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đôi nam nữ thuộc về đơn vị văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành xuất sắc giành giải nhất nội dung đôi nữ. Ở môn bóng chuyền hơi nữ, đơn vị Liên quân văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận đã xuất sắc giành giải nhất. Đội văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên xuất sắc giành giải nhất môn bóng đá. Đối với hoạt động giới thiệu mô hình sáng kiến cách làm hay mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ văn phòng các cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân, ban tổ chức trao giải nhất cho anh Trần Thanh Nguyên, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với giải pháp ứng dụng phần mềm My Excel trong việc quản lý văn bản đi tại bộ phận văn thư của văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp. Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên đạt giải nhì và giải ba toàn đoàn thuộc về văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Biên.